Tiết mục tiếp theo là tiết mục của bạn Nhi. Bạn Nhi hôm nay sẽ đàn bài Friends của Joe Hisaishi. Bài này rất là nhẹ nhàng và nói về tình cảm của con và Nhi. Với con, Nhi là người bạn thân nhất tại New Kids. Hình như con gặp Nhi 1 hoặc 2 năm sau khi bắt đầu học tại New Kids. Con với Nhi có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt và khó quên. Nói chung là con rất quý Nhi và con không thể ước gì hơn một người bạn như Nhi để đi trên hành trình âm nhạc tại New Kids với con. Mong mọi người lắng nghe. Thank you.